Cô Violet xin phép phụ huynh được lên lớp cùng với các con ạ. Hello, cô Violet chào các con. Nào, bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ là bài số 14. Nào, ở trong phòng ngủ của tôi, Unit 14, My Bedroom. Ok, nào thì bài học của chúng ta ở trong sách ấy thì nó khá là dày đặc, nên là cô Violet có chuẩn bị flashcards để cô Violet hướng dẫn rất chi tiết và tỉ mỉ cho các con rồi. Ok, các con sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi à? Ok, nào. Unit 14, my bedroom. Ok, nào, unit là unit. Ok, trọng âm này, u đi lên, nit đi xuống, unit. 14. Ok, nào, bài số 14 nào. My bedroom. Bed đi lên, room đi xuống, bedroom. Ok? Ok, nào, bed là cái gì? Là cái giường, đúng không? Room là cái gì? Là cái phòng, phải không? Nối hai từ này. Bedroom thì nó thành cái gì? Cái phòng ngủ. Đúng rồi, đấy cũng là một trong những cái mẹo để mình nhớ từ vựng đấy con nhá. Cô Violet yêu con. Lại này, phát âm lại cho cô Violet nhá. Cái này thì cô Violet hướng dẫn rất là nhiều rồi, đúng không? Mình không đọc là gì? Unit, nó bị khựng hơi. Con có thể đọc như thế nhưng nó bị khựng hơi. Thì trong trường hợp chúng ta được phép nuốt cái âm đấy đi, thì tại sao chúng ta không giống như kiểu không bật nó ra nữa để nó khỏi khựng hơi, đúng không con? Nào, Unit 14, my bedroom. Ok? Ok, giỏi quá cô Violet yêu con. Nào, bài học ngày hôm nay chúng ta chinh phục cho cô Violet hai âm phonics nhé. Nào, âm phonics đầu tiên này. Chúng ta có cụm nguyên âm O. Ngày hôm nay chúng ta chinh phục O. Âm phonics phát âm là U. Ok, U là âm U dài. Tiếng Anh chúng ta có hai loại âm U, đúng không? Âm U ngắn, phát âm rất ngắn và dứt khoát. O. Miệng con thả lỏng ra. Ồ, đúng không? Rồi, còn âm U dài thì mình phát giống âm U của tiếng Việt, nhưng mình kéo dài ra. Và khi mình phát ấy, thì con để ý này, hai cái má của chúng ta nó sẽ căng này. U, đúng không? Nào, room, không phải room, âm U dài, room, đúng không? Đúng rồi, ôi con giỏi quá cơ. Nào, chúng ta có cái phòng là room. Ngày hôm nay chúng ta chinh phục cho cô Violet âm phonics U, đúng không? U dài nhá. Tiếp cho cô Violet này. Chúng ta có cụm nguyên âm O. Trong một số trường hợp âm phonics của nó là O. Ok, bình thường nếu con nhìn thấy cái chữ mà nó có nửa âm O thế này và đằng sau nó có dấu hai chấm ấy, thì con phát cho cô Violet giống âm O của tiếng Việt, nhưng con kéo dài nó cho cô Violet nhá. O. Và trong một số trường hợp nó có cái âm R đứng ở bên cạnh, thì con lại phát cho cô Violet theo kiểu Anh Mỹ. Là gì? Con phát giống âm O của tiếng Việt, nhưng con kéo dài và cong lưỡi lên. O. Ví dụ door. Ok, door khác với do, door khác với do, đúng không? Đúng rồi à, trời ơi giỏi quá. Thế này cô Violet tự hào chứ. Thế này, có bạn nào đi học tiếng Anh xong rồi thầy cô tự hào về con để con phát âm chuẩn không? Con có á. Thế á? Thế thì cô Violet cũng tự hào luôn chứ. Nào, cô bảo này, bài học ngày hôm nay chúng ta chinh phục cho cô Violet các từ vựng nhá. Đi học ở trên trường, trên lớp thì lúc nào mình cũng phải chinh phục từ vựng chứ, phải không con? Thế bây giờ mình học trước đi một tí, xong rồi mấy hôm nữa mình lên lớp mình tự tin à? Thế á, trời ơi, thế thì cô Violet yêu nhá. Nào, từ đầu tiên này. Chúng ta có cái cửa sổ là gì nhỉ? Window á. Con cứ đọc là window chứ, như thế chả phải là tiếng Anh đâu. Con đang Việt hóa nó ra thành tiếng Việt ý. Nào, cô Violet phát âm lại cho con xem có phải window không nhá. Nào, để phát âm được một từ chuẩn trong tiếng Anh, ok, thì con phải biết từ đó có bao nhiêu âm tiết. Thế cô Violet đố con từ này có bao nhiêu âm tiết con? Có hai âm tiết á? Chứ con giỏi thế, trời ơi, con biết là hai âm tiết luôn á. Ôi thế thì cô Violet yêu quá cơ. Nào, âm tiết đầu tiên là win. Phát âm này, đánh vần cho cô Violet này. Nhìn thấy cái ký tự phiên âm quốc tế nó giống cái chữ W này, con phát cho cô Violet là thành âm w. Ok, w. y ngắn này, y ngắn phát âm giống âm y của tiếng Việt nhưng ngắn và dứt khoát. In, w, in, win. Ok, xong một âm rồi hết. Con giỏi thế, trời ơi, thì yêu quá luôn ý. Nào lại cho cô Violet nhé. Win. Ok, nào. Cái âm này con phát âm là gì? Là đầu á, con phát âm giống cái đầu á. À không phải, nào bây giờ cô Violet hướng dẫn cho con nhé. Nào, đây là âm d, âm đi xẹt, không phải âm đờ của tiếng Việt đâu. Con cứ Việt hóa thành âm đờ của tiếng Việt chứ. Con đừng đọc là âm đờ nhé. Con phát âm cho cô Violet nào. D. Ok. Nào, hai nguyên âm đơn con nối lại cho cô Violet là thành nguyên âm đôi. Nguyên âm đơn phát giống âm của tiếng Việt nhưng ngắn và dứt khoát. Nguyên âm đơn u phát giống âm u của tiếng Việt nhưng ngắn và dứt khoát. U. Sau đó gì? Con nối nó lại với nhau. Con nối lại với nhau nhanh này. U o d o do d d do, đúng không? Cô bảo nhá, bình thường nếu như không có trọng âm thì mình đọc hai âm bằng nhau thì đấy như thế chả phải tiếng Anh hay chứ. Mình đừng đọc là window như vậy mà mình sẽ phải tìm cho cô Violet đâu là trọng âm. Ok, thế thì cái từ này trọng âm là gì? À, âm tiết đầu tiên á, con giỏi chết, trời ơi, âm tiết đầu tiên là win, đúng không? Thế thì cái từ win nó có hướng đi lên, đầu có hướng đi xuống, window, win đi lên, đầu đi xuống, window, ok, không phải window, hay hơn không? À thế à, con giỏi quá cực này, cô Violet yêu con luôn ý. Nào tiếp nào, trên cái cửa con phát âm là gì? Đo, con phát âm giống là đo đếm của tiếng Việt á? À, không phải đâu, cô Violet hướng dẫn cho con nhé. Cô Violet hướng dẫn nào. D, âm này cũng là âm đi xẹt, con phát âm d, không phải là âm đờ nhá, không phải âm đờ của tiếng Việt đâu mà là âm d, đi xẹt mà, đúng không? Tiếp này, con nhìn thấy cái ký tự phiên âm quốc tế là cái chữ C ngược, đằng sau nó có dấu 2 chấm và bên cạnh nó có cái chữ error. Con phát cho cô Violet giống âm O của tiếng Việt nhưng con kéo dài và con cong lưỡi lên. Door, khác với door, door, nghe hay hơn đo, đúng không con? À đúng rồi, trời ơi, thế thì cô Violet yêu chứ. Cô Violet yêu con. Tiếp này, trên cái giường con phát âm là gì? Biết á, con phát âm là biết chứ không phải biết đâu. Nào bây giờ cô phát âm lại cho con xem có phải là biết không nhá. Nào phát âm này, b phát giống âm bờ của tiếng Việt nhưng ngắn và dứt khoát. E phát giống âm e của tiếng Việt nhưng ngắn và dứt khoát. D phát giống âm d nhưng mà đây là d sẹt, âm d sẹt thôi. D e d ed, b ed, bed, khác với bed, khác với bed là tiếng Anh, còn bed là các con Việt hóa ra. Ok, thế cái giường bây giờ con phát âm là gì? Bed, giỏi quá. Nào nhớ cho cô Violet nhá, cái âm d con chỉ bật ra một chút xíu thôi, con đừng đọc là bed, không phải như vậy nhá. Bed, ok, yêu quá cơ ấy, thế này cô Violet yêu luôn ấy. Nào tiếp nhá, trên cái bàn. Nào có bạn thắc mắc là cô ơi tại sao table cũng là cái bàn còn desk sao lại cũng gọi là cái bàn, thì bây giờ cô Violet phân tích cho con nhá. Nào table nó là cái bàn mà cái kiểu bàn 4 chân ấy, cái kiểu bàn 4 chân nó chỉ có 4 chân thôi. Ok, còn desk thì thường nó sẽ hướng về là cái bàn làm việc, cái bàn học, nó có những cái ngăn kéo nhỏ như thế này. Đó thì tức là đấy là cái sự khác biệt, tại sao cũng là bàn nhưng mà để cho mình dễ phân biệt hơn, phải không con? Thế thì cô Violet yêu. Nào để phát âm được chuẩn cái từ này nhá, các bạn cứ phát âm là desk chứ, có phải là desk không? Cô Violet phỏng vấn rất nhiều bạn phát âm cái bàn này, các bạn cứ bảo là desk chứ. Không phải, phải không con? Nào bây giờ chúng ta đánh vần xem có phải là desk không nhá. Nào, đầu tiên này nó là âm d sẹt, con phát âm này d, phải không? Nào con phát âm cho cô Violet nghe nào. D. Giỏi thế, con phát âm chuẩn luôn, cô Violet vừa nghe thì con phát âm chuẩn luôn. Tiếp này, e, con phát giống âm e của tiếng Việt nhưng ngắn và dứt khoát cho cô Violet. E, d, gì? D, đúng không? Mình xong d đã nhá. Tiếp này, âm sk đây là âm sk, 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 là cái âm mà rất ít bạn chú trọng. Như thế thì đâu phải là tiếng Anh. Ừ, thế chưa? Thế thì là gì? Nó là de, sau con sk lên là thành desk, 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 desk. Đơn giản đúng không? Con de xong con sk một cái là nó thành desk, desk, desk. Đơn giản đúng không? Chứ không phải là điếc đâu. Cái bàn này con bảo là điếc là ai mà người ta hiểu là gì phải không con? À đúng rồi, trời ơi, thế thì cô Violet tự hào luôn. Nào phát âm lại cho cô Violet nha. Con quay sang mẹ, con bảo là mẹ nghe con phát âm đi, hay con quay sang bố đi. Con bảo là bố nghe con phát âm xem là con đã sk, sk ra được chưa nhá. Xong rồi bố, con nghe xong rồi là nếu mà con phát âm là desk, desk mà con phát âm chuẩn thì bố tự hào luôn, mẹ cũng tự hào luôn chứ. Ừ, chứ nếu mà cái bàn mà con phát âm là đét thì chả ai người ta hiểu là gì chứ phải không? À thế phát âm lại cho cô Violet nào. Desk, 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 desk. Đúng rồi. Như thế thì á, học tiếng Anh như thế thì lên trên lớp thầy cô chả tự hào quá luôn ý. Thầy cô bảo là chú ơi, bạn học giỏi như thế này, thầy cô tự hào, xong các bạn ngưỡng mộ con luôn ý. Nhá. Ừ. Thế bây giờ cái bàn con phát âm là desk, con đừng phát âm là đét nữa nhá. Như thế thì cô Violet yêu con nhá. Cô Violet yêu con luôn ý, yêu lắm luôn ý nhá. Nào, chúng ta có tính từ big. Con phát âm là gì? Big á? Đấy, bạn cứ phát âm là big chứ. Bạn bảo đây là big chứ. Nào, cô Violet sẽ cùng con đánh vần dù có phải là big không nhá. Nào. B, b. Con phát giống âm b của tiếng Việt nhưng ngắn và dứt khoát. B. Ok. I. Con phát giống âm y của tiếng Việt nhưng ngắn và dứt khoát. I. G, g. Con phát giống âm g của tiếng Việt nhưng nó không phải là âm g bật ra miệng mà là âm g cổ, g, 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 g cổ thôi, g, g. Ok, nhanh và dứt khoát. G. Nào đánh vần nào. B, i, g, i, g, i, g, b, big, 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 big. Khác với big, big nghe hay hơn big phải không con? À, chú giỏi quá cơ. Nào, cái gì đó to lớn, tính từ. Tính từ là gì? Tính từ là cái từ mà để chỉ tính chất. Ok, tí nữa thì cô Violet sẽ phân tích và giải thích cho các con là gì. Nó chỉ tính chất như thế nào nhá. Ví dụ big, nó là to là lớn. Con phát âm là big, chứ không phải là big. Big, nghe hay hơn big, nhớ chưa? Trời ơi, thế thì yêu quá cơ. Yêu quá cơ. Trên, đây là gì con? Small á? Bạn phát âm là small chứ. Bạn phát âm là small thì có phải small không? Là bạn xì rồi bạn mo một cái rồi bạn bảo đấy là nhỏ chứ, phải không? À không phải à. Thì bây giờ cô con mình cùng nhau đánh vần xem có phải là small không nhá. Nào. Sm, con m. Ok, nào. Con nhìn thấy cái ký tự phiên âm quốc tế như thế này, đúng không? Chữ C ngược và nửa chữ O và bên cạnh là gì? Là dấu 2 chấm. Thì con phát âm cho cô Violet này. Giống âm O của tiếng Việt nhưng con kéo dài ra. Ok, kéo dài. O, sm, O là gì? Small, small, đúng không? Thường là các bạn phát âm là small, nhưng các bạn nuốt của cô Violet âm L, âm cuối âm L. Ok, nào, và nhớ cho cô Violet này, cô Violet chia sẻ cho các con cái mẹo một chút xíu nhá. Thế thì khi mà các con nghe người bản địa, đặc biệt là người Mỹ ấy, người ta phát âm cái từ nhỏ ấy, là người ta có cái gì? Nó có cái hướng ồ một chút xíu ở cuối từ, đúng không? Thay vì mình đọc là small, mo con lên một cái cũng chuẩn, nhưng mà người ta sẽ hướng, người ta ồ nhẹ một cái small, xong con ồ nhẹ một cái small. Đó, small khác đúng không? Small khác với lại small, nghe nó chuẩn, nó là tiếng Anh chuẩn chứ không phải là small, nhớ chưa? À, nhớ rồi à. Nào, small, cong lưỡi lên, đầu lưỡi này. Small, ok, nhỏ bé là small chứ không phải là small nhá. Sừ lại còn mo nữa, xì giống còn mo nữa chứ. Nhưng đấy không phải là tiếng Anh chuẩn, nhớ chưa? À, nhớ chưa à, trời ơi, giỏi quá. Nào, phát âm lại cho cô bé nào. Small. Giỏi quá, thế này thì cô Violet tự hào quá cơ. Tiếp nhá, tiếp nào. Nào, chúng ta có tính từ cũ. Đó, nào, tính từ cũ nha. Con phát âm cho cô Violet âm này nào. Âu, Con phát âm là âu á. À thế à, nào, âu thì trong cái từ này con chỉ phát âm được 1/3 thôi. Bây giờ đánh vần là u, âu, âu, đúng không? Và ở đằng giữa từ của nó còn một âm, nên là âm l. Thế nên con sẽ ổ nhẹ cho cô Violet, sau đó con d một cái mới là chuẩn. Old, old, âu, cong lưỡi âu, xong con d một cái mới là chuẩn, nhớ chưa? Chứ không phải là âu, nhớ chưa? À nhớ rồi, nào phát âm lại cho cô Violet nào. Old, old, cong lưỡi và cái âm d phát âm rất nhẹ thôi. Ok, d, old, old, old. Ok, nào tiếp nào. Ten ten, chúng ta có tính từ mới, vừa nãy là cũ đúng không, bây giờ là mới này. N, yêu, new. Ok, bình thường các bạn thắc mắc là ô cô ơi, con nhìn thấy cái ký tự phiên âm quốc tế như thế này đọc là you mà, happy new year mà. Ok, yêu này, how are you này, rồi là letter U này, đúng không? Thế thì nào cô Violet giải thích này. Bình thường nếu nó đứng một mình thì nó là you, ok? Nhưng nếu đằng trước nó là một phụ âm thì cái âm này nó sẽ được chuyển thành yêu, nó giống âm yêu tiếng Việt ấy, yêu ấy. Con đánh vần này, n, yêu, new, ok? Happy New Year, new, ok? Ok, đây là mới nhá. Rồi, thế là chúng ta vừa cùng nhau chinh phục cái gì nhỉ? Các từ vựng rồi đúng không? Các từ vựng. Khi mà con nắm được các từ vựng đấy rồi thì bây giờ chúng ta học cấu trúc rất là đơn giản nhá. Có sẵn sàng để học cấu trúc cùng cô Violet Phạm chưa? À trời à, ok nào. Trên cô Violet có cấu trúc là gì? There's in the room, có nghĩa là gì? Có một cái gì đó ở trong phòng. Nhớ cho cô Violet này, một nhá. Nếu như cấu trúc này chỉ áp dụng với danh từ số ít một cái gì đó, ok, thì chúng ta có there's là viết tắt của there is hoặc there is đó. Đấy là cách mà đấy là cách viết rõ ràng và không viết tắt. Còn there's nó là viết tắt của there is. Nào, nó có nghĩa là có. Nhưng mà cô Violet muốn giải thích một chút xíu cho con là để con hiểu hơn về cái nghĩa có của cái trường hợp này nhá. Có thì cái trường hợp này nó không phải là có là sở hữu đâu. Ví dụ như là con có một cây bút, ok, thì ví dụ I have a pen, thì có ở đây nó là có thuộc sở hữu của mình, ok. Còn there is, there's và there are nó là có cộng với lại, ví dụ như là con có một có một cái bút ở trên mặt bàn đó, có một quyển sách ở trên mặt ghế, hoặc là có một cái ghế ở trong phòng ngủ chẳng hạn, như thế thì cái có này nó không thuộc quyền sở hữu, có hiểu không? Nó không thuộc quyền sở hữu của, giống như kiểu là cái trường hợp là I have a pen đấy, thì cái bút này nó là sở hữu của tôi, đúng không? Nhưng đây thì nó thiên về là có cái gì đó ở một vị trí nào đó chẳng hạn như vậy, nhớ chưa? Nào, there's có nhá, cộng với một danh từ số ít, in the room có nghĩa là gì? Có một cái gì đó ở trong phòng. Rồi, còn nếu trường hợp này, đấy là nếu áp dụng với danh từ số ít. Còn nếu với danh từ số nhiều là những đồ vật, những thứ mà từ 2 thứ trở lên ấy, thì chúng ta sẽ không được dùng there's nữa, mà chúng ta sẽ phải dùng là gì? Chuyển is thành are, chúng ta sẽ dùng là gì? There are. Đó, có cộng với danh từ số nhiều, in the room, ok, tức là có 2 cái bút ở trên bàn, hoặc là có cái gì đó, tức là mình hiểu ngầm với người nghe, người nói với người nghe hiểu ngầm với nhau là gì? Là có ít nhất là từ 2 thứ trở lên. Đó, thì mình sẽ sử dụng cấu trúc là there are một cái gì đó là số nhiều này, in the room. Ok, nhớ cấu trúc để cho cô Violet nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào thực tế để các ví dụ để các con thấy là gì? À, nó không hề phức tạp như chúng ta nghĩ. Ok, nào. Now, there's a bed in the bedroom. Ok, có một cái giường ở trong phòng ngủ. Đúng không con? Thế thì có một cái giường thì chúng ta sử dụng là gì? There's. Ok, còn nếu mà từ 2 cái giường trở lên là lúc này không có there's nữa rồi đấy. Lúc này sẽ là there, đúng không? À đúng rồi, giỏi quá cơ nào. There's thì con có thể nối âm z của cái từ there's với âm ơ thành there's a bed in the bedroom. Ok, hoặc con có thể tách ra là gì? There's a bed in the bedroom. Ok, có một cái giường ở trong phòng ngủ con ạ nhá. Tiếp này. Có một cái bàn ở trong phòng khách. Nào, có một cái bàn thì một cái bàn nó là số ít đúng không con? A desk. There's a desk in the living room. Đúng không? Có một cái bàn ở trong phòng khách thì lúc này mình không dùng there are mà mình dùng there's là viết tắt của there is. Đúng không con? Đúng rồi. Nào, there's a desk in the living room. Ok, một cái bàn cơ mà thì mình phải dùng cấu trúc là there is hoặc là there's. Đúng không? Giỏi quá. Tiếp nhá. There's a bed in the room. Ok, nào, có một cái giường ở trong phòng. There's a bed in the room. Ok, có một cái giường ở trong phòng. Thì trường hợp này a bed chúng ta cũng sử dụng cấu trúc là there's đúng không? Tại vì nó có một cái gì? Một cái giường thôi. Sorry, một cái giường đúng không? Nào, there's a bed in the room. Đúng không? Giỏi quá, very good. Tiếp này. A desk. A desk là một cái bàn thì chúng ta sẽ sử dụng là có. Có đây là chúng ta dùng có số ít hay có số nhiều con? Có số ít à? Có số ít thì sẽ là gì? There's a desk in the room. Ok, có một cái bàn ở trong phòng đấy bạn ạ. There's a desk in the room. Ok, rồi bây giờ chuyển sang nhá, vừa nãy là số ít there's cộng với danh từ số ít đúng không con? Nào bây giờ chúng ta chuyển sang danh từ số nhiều nhá. Ok, nào chúng ta chuyển sang danh từ số nhiều nào. There are two lamps in the bathroom. Ok, nào có hai cái đèn ở trong phòng tắm. There are two lamps. Một cái đèn là lamp. Nhưng mà nếu từ hai cái đèn trở lên thì mình phải thêm s vào đằng sau lamp thành lamps. Ok. There are two lamps in the bathroom. Ok, có hai cái đèn ở trong phòng tắm nhá. Rồi, có hai cái nhà bếp có hai cái cửa sổ. Nào, hoặc là gì? Có hai cái cửa sổ ở trong phòng bếp thì mình sẽ nói là gì? There are two windows in the kitchen. Ok, nào, there are two windows in the kitchen. Thì tại sao lại là there are? Tại sao nhỉ? Tại sao lại là there are? Tại vì nó đi với danh từ số nhiều con giỏi chứ. Mình phải chèn cả một chút ngữ pháp vào để cho các con dễ hiểu nhá. Nào, there are two windows in the kitchen. Có hai cái cửa sổ ở trong phòng bếp đó nhá. Tiếp nào. Tiếp nhá. There are two doors in the room. Ok, có hai cái cửa trong phòng đấy. Nào, there are two doors in the room. Ok, nào, door bình thường một cái cửa là door, nhưng mà từ hai cái cửa trở lên thì mình phải thêm s và mình phát âm là doors. Ok. There are two doors in the room. Ok, có hai cái cửa trong phòng nhá, phải không? Cô Violet yêu. Tiếp nào. Tiếp nhá. There are two windows in the room. Cái này là có hai cái cửa sổ ở trong phòng. Ok, thế thì cô Violet sẽ phải gạch cái phần dịch này đi nhá. Sorry các con, tại vì cái này là các cô chú nhiều khi là copy and paste nhưng mà chưa được chuẩn cho lắm đúng không? Nên là cô Violet sẽ gạch đi. Ok, nào. There are two windows in the room. Có hai cái cửa sổ ở trong phòng đấy. There are two windows in the room. Con nhìn thấy hai cái cửa sổ ở trong phòng không? Có, chỗ con giỏi quá. Nào, phát âm lại cho cô Violet nhé. There are two windows in the room. Ok, giỏi quá. Tiếp nhé. Có hai cái ghế ở trong phòng, con phát âm thế nào? There are two chairs in the room. Chair, bình thường một cái ghế này là chair, nhưng hai cái ghế trở lên mình sẽ thêm s và mình phát âm là chairs. There are two chairs in the room. Ok, có hai cái ghế ở trong phòng. Đó, thế thì gì? Bởi vì nó là hai cái ghế nên là mình sẽ sử dụng là there are. Ok, there are. Rồi lại tiếp nhá nào. Ta-da! Ok. Now, there's a desk in the room. À, có một cái bàn ở trong phòng. Ok, có một cái bàn ở trong phòng. Còn phát âm cho cô Violet này. There's a desk in the room. There's a desk in the room. Ok, desk in the room. Rồi. Ten. And this is my bedroom. This is my bedroom. Đó, có hai cách phát âm. Một là con sẽ phát âm tách bạch từng âm cho cô Violet là this. Âm th, chứ không phải là âm giờ của tiếng Việt nhá, nhớ chưa? Nào, this is my bedroom. Ok, đây là phòng ngủ của tớ. Ok, nào, trường hợp thứ hai là con có thể nối âm cho cô Violet cũng được. Con nối cho cô Violet âm của cái từ this với âm i của cái từ is. Con phát âm thành là gì? This is my bedroom. Ok, ok, giỏi quá. Nào, bây giờ chúng ta chuyển sang một phần nữa. Đầu tiên, trước khi mà chuyển sang phần đó thì cô Violet muốn là gì? Cho chúng ta hiểu về cái cấu trúc này của cô Violet. Ok, nào, đầu tiên này chúng ta có the cộng với một danh từ số ít và is cộng với một tính từ thì là gì? Cái này ấy là chúng ta sẽ phải tư duy cho cô Violet nhỉ. Tiếp này, the cộng với một danh từ số nhiều và are cộng với một tính từ. Ok, ví dụ này, the door is small. Ok, nào, the. Thế thì khi nào thì là is, khi nào thì là are. Bình thường, khi nào thì là is, thì nếu như đằng trước nó là số ít thì tiếp theo mình sẽ chia ở động từ to be, mình chia ở dạng số ít. Nếu mà là danh từ số nhiều thì đằng sau động danh từ số nhiều, to be của chúng ta phải chia ở dạng gì? Số nhiều, đúng không con? Và tiếp theo đó là gì? Là một tính từ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lấy ví dụ để các con thấy nó rất đơn giản nhá. Cô Violet yêu con. Nào, the door is small. Ok, cái cửa này nhỏ bạn ạ. Tớ thấy cái cửa này nhỏ đấy. Nào, the door, door is small. The door is small. The door is small. Ok, ok, giỏi quá. Tiếp này, the bed is big. The bed is big. Nào, thế thì big and small nó là gì? Nó là tính từ. Ok, thế thì tính từ là từ chỉ tính chất, đúng không? Tính từ thì thường là đứng sau động từ to be và đứng trước danh từ. Nào, big thì có phải là đứng sau động từ to be không trong trường hợp này? Đó, thế thì gì? Nó mô tả cho cái giường. Ví dụ như là nó mô tả tính chất mà, đúng không? Nó là cái từ tính từ, nó là cái từ để mô tả tính chất cho danh từ. Ví dụ như là gì? Cái giường này thì nó như thế nào nhỉ? Nó to hay nó nhỏ nhỉ? Thì big ở đây nó sẽ bổ trợ cho gì? Cho danh từ, nó miêu tả cái danh từ đấy là gì? Cái danh từ đấy tính chất của nó là gì? Ví dụ bed thì nó to, nó lớn, phải không con? Nào, the bed is big. Ok, the bed is big. Ok, nào, chúng ta có hai bức tranh. Một bức tranh ở trên là gì? Những chiếc ghế mới. Còn ở dưới thì con nhìn thấy những chiếc ghế này nó rất là cũ kỹ, đúng không con? Thế thì những chiếc ghế này mới đấy. Thế thì mình sẽ nói là gì? The chairs are new, đúng không? New. Rồi, the chairs are new. Đó, những chiếc ghế này mới bạn ạ. Thế thì new ở đây nó là tính từ. Nó được đứng đằng sau gì? Đằng sau động từ to be và nó bổ trợ cho gì? Danh từ để mô tả cái tính chất của cái danh từ đó. Nhớ chưa? Ví dụ như là những cái ghế này thì nó như thế nào nhỉ? Thì mình hiểu là gì? Những cái ghế này nó mới, phải không con? Thế thì gì? Câu trả lời của chúng ta, cái cách phát âm của chúng ta là gì? The chairs are new. Ok, the chairs are new. Rồi, tiếp này. Nào, những chiếc ghế này thì cũ phải không con? Con nhìn cái cũ này thì tính từ cũ là gì? Old, old, old. The chairs are old. Những cái ghế này cũ rồi, phải không? Rồi. Ok, nào bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo, đó là look, listen and repeat. Lên lớp nhá, các con sẽ được nhìn, các con sẽ được nghe và các con sẽ được nhắc lại. Nào bây giờ các con phát âm lại theo cô Violet này, phát âm theo cô Violet này. This is my bedroom. Ok, this is my bedroom. Đây là phòng ngủ của tớ. The door is big. Cái cửa này to lắm, cái cửa này to lắm bạn ạ. Nào, this, nhớ này, this chứ không phải zip nhá. This is, con phải ra này. Is my bedroom. Bedroom. This is my bedroom. The door is big. 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 Chứ không phải là big. Big. G. The door is big. Ok? Giỏi quá. Rồi. And look. Look. Và nhìn kìa. The windows are small. Ok? Và những cái cửa sổ thì lại nhỏ bạn ạ. Đúng không? Cái cửa thì rất là to, còn đây thì gì? Các cửa sổ thì lại nhỏ. Nào, and look, the windows are small. Ok, small, cong lưỡi này, chứ không phải là small, nhớ chưa? Small. Ok, rồi. Tiếp, chúng ta sẽ, trong bài học của chúng ta, khi mà lên trên lớp với con sẽ được học một bài hát mà liên quan đến cái bài học, bài giảng, những cái nội dung mà cô con mình vừa mới chinh phục ấy. Và bây giờ thì cô Violet sẽ cùng các con chinh phục từng âm để cho các con thấy rằng là gì? À, nó không hề khó nhá. Giỏi quá cơ. Nào, đầu tiên này. There's a bed in my bedroom. Ok, có một cái giường ở trong phòng ngủ của tớ đấy bạn ạ. Nào, there's a bed in my bedroom. Ok, it's new. The bed is new. Ok, thì họ nhấn mạnh là gì? Cái tính từ mới đây này. Tức là nó bổ trợ cho cái giường. Tức là cái giường của tớ là mới đấy. Đúng không? Giỏi quá nào. Phát âm lại cho cô Violet nhé. There's a bed in my bedroom. It's new. The bed is new. Ok, giỏi quá. Rồi. Bạn ấy nói tiếp này. There nhá, không phải there nhá. There are two windows in my bedroom. Ok, có hai cái cửa sổ. There are two windows in my bedroom. Có hai cái cửa sổ ở phòng ngủ của tớ đấy. Hoặc con có thể dịch là phòng ngủ của tớ có hai cái cửa sổ đấy bạn ạ, đúng không? There are two windows in my bedroom. Ok. They are hoặc là there là viết tắt của they are. Ok, they are small. The windows are small. Ok. Nó chỉ là những cái kiến thức mà vừa nãy cô con mình vừa mới chinh phục thôi, phải không? Quá là đơn giản phải không các? Giỏi quá cơ. Nào, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái phần nữa để chúng ta luyện âm, luyện những cái gì mà chúng ta vừa học nhá. Con sẵn sàng chưa? Ok, giỏi quá. Nào. Doors in the living room. Ok, những cái cửa trong phòng khách này. Doors in the living room. Phát âm cho cô Violet nhá. Doors in the living room. There are two doors in the living room. Ok. There are two doors in the living room. The không phải the nhá. The living room. Tiếp này. The doors are small. The doors are small. Ok, những cái cửa này rất là nhỏ. Rồi, the living room is small too. Small. Nhớ này, phải cong lưỡi. Small. Ok. The living room is small too. Đó, tiếp nhá. Rồi. Lại này. The door in the bedroom. Ok, một cái cửa trong phòng nhá. There's a door in the bedroom. Ok, một cái cửa trong phòng. Có một cái cửa ở trong phòng ngủ. Nào, there's a door in the bedroom. Ok, tiếp này. The door is big. The door is big. The bedroom is big too. Ok, big too. Rồi. Tiếp này, chúng ta sẽ sang phần read and complete. Ok, chúng ta sẽ đọc. Ồ, chúng ta chỉ còn mấy cái thẻ nữa là hết rồi chứ. Chúng ta chỉ còn mấy cái thẻ là hết bài 14 rồi chứ. Nào, con cố gắng nha. Nào, thế nào. This is my bedroom. It's big. Hoặc là it is big. Nào, phát âm từng âm cho cô Violet nào. This. This. Is. This. Is. 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 My bedroom. Bedroom. This is my bedroom. It is big. Big. Không phải big. Big. Ok. Tiếp này. There is a bed. There is a desk. Nếu trường hợp này con có thể đọc theo hai cách. Một là con đọc tách bạch. There is. Hoặc là con có thể nối cái âm r của cái từ there với âm i của từ is thành there is a bed, there is a bed, there is a bed, there is a desk. Nghe nó mướt hơn không? Nào, tại sao mà cô Violet lại phải dạy cho con cách nối âm? Để làm gì? Để đi thi con nghe là con sẽ hiểu, bởi vì đi thi thường ấy là người đọc người ta sẽ người thu ấy, người ta sẽ phát âm nhanh và sẽ có hiện tượng nối âm, và nếu như con không nắm được cái phương pháp nối âm này thì cái việc mà con chộp được cái ý của câu ấy nó sẽ trở nên rất là khó khăn, đúng không con? Thế thì bình thường sẽ đọc là gì? There is a bed thì mình nối này, there is a bed, there is a desk. Ok, khác không? Rồi, this is my bedroom. It is big. There is a bed, there is a desk. Đúng không? Giỏi quá. Rồi. Tiếp nhá. There are two chairs. There are cũng được. There are two chairs. Có hai cái ghế, đúng không? Nào, thì trường hợp này con cũng có thể có hai cách phát âm. Một là con phát âm tách bạch là cho cô Violet. Ok, phát âm tách bạch này. There are two chairs. Ok, hoặc là con có thể nối âm cho cô Violet để cái câu nó được mướt hơn. Ok, thì con có thể nối âm là gì? There are two chairs. Nghe nó mướt hơn không? There are two chairs. Tiếp này. There are two windows. Ok, there are two windows. Tương tự có hai cách phát âm. Một là tách bạch này. There are two windows. Đúng không? Hoặc là con nối âm cho cô Violet này. There are two windows. Đúng không? À, con thấy nó dễ hơn à? À thế con thấy nó mướt hơn à? Ui giỏi quá cơ, thế thì cô Violet yêu. Rồi tiếp nhá. Nào. The bed is big. The bed is big. The desk is old. 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 Nhớ này, old là phải l hoặc o nhẹ trước khi d, chứ mình đừng đọc là o. Ok, nếu mà đọc là o là mình gì? Mình nuốt âm của cô Violet nhá. À cô Violet yêu. Tiếp này. The chairs are new. Ok, the chairs are new. Ồ, những chiếc ghế mới. The windows are small. Ồ, những chiếc cửa sổ này thì rất là nhỏ, phải không con? Nào, the chairs are new. The other windows are small. Ok, the chairs are new. The windows are small. Ok, đó. Thế thì bài học ngày hôm nay của chúng ta cũng chỉ có vậy thôi, phải không? Thế thì cố gắng là gì? Xem lại bài của cô Violet nhá. Vào kênh TikTok của cô Violet để xem lại bài, để làm gì? Mình chủ động kiến thức để khi mình lên trên lớp là mình tự tin xây dựng bài. Ok, cô Violet chào mọi người nhá. See you later.